đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là nơi tập trung chủ yếu người nghèo, nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án. Hệ thống cung cấp các dịch vụ tiếp cận thông tin và chính sách hỗ trợ đã góp phần thực hiện công bằng xã hội và phát triển miền núi vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, chính sách đã có nhưng tổ chức cung cấp các dịch vụ tiếp cận thông tin còn nhiều bất cập, còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, nên người dân nơi đây vẫn chưa được hưởng lợi nhiều từ các chính sách, chương trình, dự án này. Điều lợi chúng ta muốn hơn, ta chỉ nhờ thì bất sống. Chúng tôi được chính phủ và nhà nước quan tâm giúp đỡ, được nhà nước cung cấp các dịch vụ tiếp cận thông tin như loa, đài, TV. Nhưng chúng tôi chưa có điện để mở TV, loa đài cho bà con xem, nên chỉ được cung cấp để đó thôi, bà con chưa được sử dụng. Ở đây riêng ở trong bản mình ở đây thì cũng chưa có điện lưới mặt thấp, thì dân ta cũng tự làm kéo điện ở dưới khe lên, mà điện cũng rất yếu mà cũng chưa đủ xem loa đài hoặc là TV. Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có những đặc thù rất khác biệt, có ảnh hưởng lớn tới tình trạng nghèo đói của người dân như điều kiện sản xuất khó khăn, thiếu việc làm và việc làm năng suất thấp, cơ sở hạ tầng thấp kém, không đáp ứng nhu cầu, thiếu vốn giáo dục, trình độ lao động thấp, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và phong tục tập quán còn lạc hậu. Vùng đồng bào dân tộc và miền núi thường phải gánh chịu ảnh hưởng của cái nghèo đói hơn so với cả nhóm còn lại. Do có trình độ học vấn thấp hơn, có ít cơ hội được tiếp cận với các nguồn lực sản xuất, dịch vụ hơn, ít được tiếp cận tín dụng hơn. Những điều đó khiến họ trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Đây là khu vực có trình độ dân trí thấp, kết cấu hạ tầng yếu kém, thiếu đất sản xuất, thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Trình độ cán bộ cơ sở còn nhiều bất cập và nhìn chung đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Xin nhà nước hỗ trợ cho dân ta ở đây thì cũng nước thì cũng đang thiếu nước sinh hoạt, là điện cũng chưa có thấp, là dân ở đây thì cũng đang thiếu nhiều điểm, thì xin nhà nước hỗ trợ một cái đi cho dân được sử dụng ạ. Đây là một cái clip nói lên nhiều vấn đề về yêu cầu phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như là trong đó có một phần về tiếp cận thông tin. Nhưng cái này nó rất có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trước hết là đất nước cần chúng ta đã chú trọng đến cái sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều những chủ trương chính sách rất là rất là tốt. Nhưng mà để đưa đến cái hiện thực cho cuộc sống, những chính sách đã vào cuộc sống của người dân á, thì có lẽ còn nhiều vấn đề. Dưới góc độ về tiếp cận thông tin thì có lẽ là phải phổ biến những cái thông tin đấy đến từng người dân một.
thì đấy là trách nhiệm của các cái cơ quan chính quyền nhà nước ở vùng cao, vùng miền núi, hải đảo, và trách nhiệm đấy nó thuộc về ủy ban nhân dân xã, ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân tỉnh, đương nhiên nó có cả các cái ban ngành trực thuộc, ban về phòng văn hóa, rồi là phòng dân tộc, rồi là cũng như là sở tư pháp, vân 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 vân. Thế cái điều cần đầu tiên đó là những cái chủ trương chính sách đó là làm sao biên soạn lại cách nó rõ ràng, và nhất là bằng tiếng dân tộc thì rất tốt, để phổ biến cho người dân, để cho bà con có thể tiếp cận được các cái ban ngành của chính quyền. Tôi nghĩ rằng là nhất là sở tư pháp, rồi sở văn hóa thông tin, cũng như là các cái phòng chức năng của ủy ban nhân dân huyện, cần phải có những cái bản tóm tắt những cái chủ trương đường lối như pháp luật của đảng và nhà nước bằng cái thứ tiếng dân tộc ấy, để mà tuyên truyền cho người dân. Có thể rất nhiều biện pháp, có thể là bằng loa đài, rồi có thể bằng những cái tờ rơi hoặc là những cái buổi nói chuyện tuyên truyền về cái chủ trương đường lối chính sách của đảng như thế nào đối với đồng bào dân tộc thiểu số, để cái bản thân cái từng người đồng bào dân tộc thiểu số một, người ta trước hết phải biết được cái quyền của người ta, cái quyền của người ta về mặt văn hóa, về mặt kinh tế, về mặt xã hội như thế nào, để người ta yêu cầu với chính quyền địa phương cũng như là các cái tổ chức xã hội có liên quan, để đảm bảo cái đời sống cho sự phát triển của họ.